Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày 18 tháng 11 năm 2021 của mình ngày hôm nay. Thì tối hôm nay Lộc miền Bắc trên kênh của mình nó không có về. Mong mời tất cả anh chị em hoan hỷ. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp, những con số thật xuất sắc và đẳng cấp thì hãy nhanh chóng liên hệ với số Zalo bên dưới màn hình nhé, để được tư vấn hỗ trợ. Trên Zalo luôn có đội ngũ anh chị em giàu kinh nghiệm để hỗ trợ cho anh chị em mình. Tiếp tục mình dự đoán Lộc miền Bắc ngày 18 tháng 11 cho tất cả anh chị em tham khảo. Cái con Bình Thủ mình dự đoán là con 22 cho ngày mai nha. Còn cặp song thủ cho ngày mai thì mình dự đoán là cái cặp 36-63. Các anh chị em hãy tham khảo ha. Còn anh chị em nào thấy thích thì mua tờ giấy số để còn mai. Còn nếu muốn số đẹp, số chuẩn, những con số thật đẳng cấp thì hãy nhanh chóng liên hệ với số Zalo để được tư vấn ha.